Việt Nam đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam đất nước Việt Nam. Chào
mời các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các em học sinh thưởng thức tiết mục đạt giải xuất sắc của huyện năm học 2009-2010, đó là tiết mục Múa Chăm do các em học sinh nữ biểu diễn. Giáo viên trẻ thêm sâu động, thêm yêu nghề hơn.
đó chính là nội dung bài hát Ước mơ xanh do cô Thu Hòa trình bày cùng tốt múa phụ họa. Thank you.
kính yêu đã từng nói, khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối tinh thần thượng võ của dân tộc, nhiều năm nay trường đã có lớp võ thuật cổ truyền do thầy Phùng Đăng Huấn, huấn luyện viên cấp quốc gia của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phụ trách. Năm 2010, thầy và trò đã có thành tích xuất sắc tham gia biểu diễn võ thuật trong ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 tại tỉnh Phú Thọ và được nhà nước trao tặng giấy khen, bằng khen. Và hiện nay, các em học sinh đang tham gia luyện tập để tổ chức cho kỷ niệm chương trình Nghìn Năm Thăng Long Hà Nội. Và sau đây là một số tiết mục biểu diễn võ thuật do thầy và trò xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo. Bài đối luyện đối liên hoàn do em Công Quân Văn Hợp thực hiện. Xin mời trường ta xem. Dòng máu Lạc Hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng Lạc Hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu Lạc Hồng, tự hào. Hình bóng mẹ già đứng đợi con.
trang sử vàng. Nào ta hát, cùng hát Việt Nam. Con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào
chương trình lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 2 Tả Thanh Oai, nay là trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý, các cháu học sinh, chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các vị an toàn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh yêu mến. Tả Thanh Oai là vùng quê giàu truyền thống văn hiến và anh hùng, đã được Đảng và Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Tả Thanh Oai là quê hương của đồng chí Đỗ Ngọc Du, nguyên bí thư thành ủy lâm thời đầu tiên của thành phố Hà Nội, quê hương danh nhân văn hóa Ngô Thị Nhậm, quê hương của làng Khoa Bảng nổi tiếng với hơn 10 tiến sĩ thời phong kiến. Các yếu tố đó đã hun đúc lên niềm tự hào của vùng quê, anh hùng, nhân văn và hiếu học. Đáp ứng nguyện vọng, phấn đấu và học tập vươn lên của nhân dân xã Tả Thanh Oai, mùa thu cách đây 50 năm, ngày 19 tháng 9 năm 1960, Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông đã ra quyết định số 221 chính thức thành lập trường cấp 2 Tả Thanh, nay là trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông Tả Thanh Oai. Trải qua 50 năm với bao biến cố thăng trầm dưới bom đạn của đế quốc Mỹ, với điều kiện khó khăn về kinh tế, trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp, nhưng các thế hệ thầy cô và học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai luôn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thực sự là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm nhân cách và kiến thức cho các thế hệ học sinh, chủ nhân của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng giáo dục xã Tả Thanh Oai cùng với trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 2 Đại Thanh, nay là trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, 19 tháng 9 năm 1960, 19 tháng 9 năm 2010. Đây là dịp chúng ta tự hào ôn lại truyền thống phát triển của nhà trường và cũng là dịp để giáo dục các thế hệ học sinh tiếp bước truyền thống, cố gắng phấn đấu vươn lên trong công tác dạy và học. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Sĩ Nhật, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề nghị chúng ta liệt liệt hoan nghênh. Đại biểu huyện Thanh Trì, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lã Thị Bích Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Thị Tình Thương, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Trì. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì. Về dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban ngành của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, lãnh đạo các xã, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu xã Tả Thanh Oai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thắng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã.
chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục xã Tả Thanh Oai. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Về dự buổi lễ còn có đông đủ các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Ủy ban nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã các thời kỳ, các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng phó thôn xóm, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, hiệu trưởng nhà trường. Tại buổi lễ còn có đông đủ các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô đã tham gia giảng dạy tại nhà trường cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang trực tiếp công tác tại nhà trường, các ông bà hội cha mẹ học sinh, các thế hệ cựu học sinh đã tham gia học tập và hơn 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai cũng về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tại buổi lễ còn có các đồng chí phóng viên báo đài cùng về dự và đưa tin. Ban tổ chức đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, ban tổ chức rất vui mừng, phấn khởi được tiếp đón các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự lễ và đã dành nhiều tình cảm bằng những bó hoa tươi thắm và những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa cho ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì, Đảng ủy, Hội đồng Ủy ban nhân dân xã Tả Thanh Oai, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Duyên Hà, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, trường mầm non Tả Thanh Oai, công ty cơ khí 75, cán bộ và nhân dân thôn Nhân Hòa, thầy giáo Nguyễn Đức Họ, cựu giáo viên nhà trường, câu lạc bộ quản lý cấp trung học cơ sở, trường tiểu học Tả Thanh Oai, xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì, trường cao đẳng kinh tế công nghiệp, trường trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, trường trung học cơ sở Hữu Hòa, Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ, nhà phân phối nước tinh khiết Quý Hòa, trường trung học cơ sở xã Thanh Liệt, trường trung học cơ sở xã Tân Triều, thầy Nguyễn Văn Giáp, cán bộ phòng giáo dục, công ty bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long, ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, trường trung học cơ sở Mũ Hiệp, trường trung học cơ sở Tam Hiệp, trường trung học cơ sở Ngọc Hồi, phòng tài chính kế hoạch huyện Thanh Trì, cựu học sinh khóa 56, hội cựu giáo chức xã Tả Thanh Oai, câu lạc bộ thơ sông Nhuệ, hội cựu học sinh khóa 70 1970-1972 lớp B thôn Nhân Hòa, hội cựu học sinh khóa 70 1970-1972 lớp A thôn Thượng Phúc, hội cựu học sinh khóa 1960-1963, hội cựu học sinh khóa 1974-1976 lớp 7B, hội cựu học sinh khóa lớp, hội cựu học sinh khóa 1981-1984 lớp 8A, nhóm giáo viên chuyển trường, hội cựu học sinh khóa 1995-1998, hội cựu học sinh khóa 1990-1994, hội cựu học sinh lớp 9A4 năm 2007-2010 và hội cựu học sinh khóa 1985-1988 và nhiều tập thể cá nhân khác. Đề nghị chúng ta liên liệt chào đón những tình cảm đặc biệt của các tổ chức và cá nhân đã đến với buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây, ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ. Một là chương trình văn nghệ chào mừng. Hai là chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ba là diễn văn truyền thống 55 hình thành và phát triển của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Bốn là báo cáo thành tích của nhà trường trong những năm qua. Năm là ý kiến phát biểu của nguyên lãnh đạo nhà trường. Sáu là bài phát biểu của đại diện cựu học sinh. Bảy là bài phát biểu của đại diện cán bộ công nhân viên giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. Tám là phát biểu của học sinh đang học tập tại trường. Chín là phát biểu của đại diện hội cha mẹ học sinh. Mười là phát biểu của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. 11 là lãnh đạo xã phát biểu động viên và bế mạc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục xã Tả Thanh Oai lên đọc diễn văn truyền thống 50 năm hình thành và phát triển của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Xin trân trọng kính mời. Ngày này cách đây 50 năm, ngày 19 tháng 9 năm 1960,
Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Tây cũ đã ký quyết định thành lập trường phổ thông cấp 2 Đại Thanh, nay là trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Trải qua 50 năm phấn đấu và trưởng thành, nơi đây đã thực sự trở thành cái nơi nuôi dưỡng, rèn luyện kiến thức và nhân cách con người cho những chủ nhân của quê hương đất nước, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội, cán bộ, đảng viên, nhân viên, các thế hệ học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các thế hệ học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, thành đạt. Chúc lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, xuất phát từ vùng quê giàu truyền thống văn hiến, quê hương nàng Qua Bản, quê hương danh nhân văn hóa Ngô Thị Nhậm, trường cấp 2 Đại Thanh thực tế có từ năm 1958 đến năm 1959 với hai lớp năm gọi là lớp năm nhỏ. Đến năm 1960-1961, trường phát triển thành 6 lớp, mỗi khối 2 lớp. Trước thực tế đó, để đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo, ngày 19 tháng 9 năm 1960, Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Đông cũ ký quyết định thành lập trường phổ thông cấp 2 Đại Thanh. Cùng với quyết định đó, thầy Trịnh Thị Giáp được bổ nhiệm là vị hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Khi mới thành lập, trường chưa có phòng học riêng, cơ sở vật chất đều nhờ đến địa điểm khu di tích đỉnh Hoa Xá của thôn Tả Thanh Oai như Tả Mạc, Minh Người Nâu, Hương Hiền giải quyết 6 lớp với hơn 200 học sinh và 9 thầy cô giáo. Đến năm 1961, huyện Thanh Trì cắt một số xã về huyện Thanh Oai, một số xã về huyện Thường Tín, số xã còn lại về huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo đó, trường cấp 2 Đại Thanh thuộc sự chỉ đạo của phòng giáo dục Thường Tín, Hà Đông. Ngay trong năm 1960, xã Đại Thanh đã khởi công xây dựng 5 phòng học, tuy chỉ là dãy nhà cấp 4, nhưng ở thời điểm bây giờ đó là một công trình lớn trong khu vực, niềm tự hào về phong trào giáo dục của xã vùng ven đô những năm đầu giải phóng. Bước sang năm 1961-1962, nhà trường đã chuyển về địa điểm mới, về khu trường mới có 5 phòng học, nên trường vẫn phải đặt nhờ tại địa điểm học ở Đình Nhân Hòa và nhà thờ họ Nguyễn Tiến. Năm học 1965-1966, do sự kiện Vịnh Bắc Bộ, nhà trường phải thực hiện kế hoạch phòng tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Khu trung tâm chỉ được đặt không quá 2 lớp, các lớp còn lại được xây dựng phân tán ở các thôn cùng hệ thống hầm hào đảm bảo sự an toàn cao nhất cho thầy và trò. Bên cạnh những khó khăn gian khổ về cơ sở vật chất, về điều kiện sinh hoạt, triển khai các hoạt động dạy và học, nhà trường còn phải tiếp nhận khá đông số học sinh chưa tán về. Cụ thể, năm 1965-1966, toàn trường có 7 lớp học. Sang năm 1966-1967 và 1967-1968 đã phát triển thành 9 lớp, đỉnh cao là năm học 1970-1971 và 1971-1972 phát triển lên 12 lớp với số học sinh sơ tán về chiếm tỷ lệ 40%, học sinh đông 50 học sinh trên một lớp. Nhà trường phải tổ chức học 2 ca tránh giờ cao điểm từ 10 giờ đến 16 giờ. Học sinh đến lớp phải mang theo ghế ngồi, mũ rơm, cán thương.
Thế có còi báo động, thầy và trò xuống hầm trú ẩn. Khi còi báo yên, trở về nước, khó khăn gian khổ là thế. Song với tinh thần trách nhiệm của thầy, khí thế học tập của trò không hề suy giảm. Tiếng gầm rú của máy bay, tiếng bom đạn nổ không át được tiếng vi vô của bài học bài. Do chịu ảnh hưởng của chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, cuối tháng 12 năm 1972, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để đi sơ tán, kết thúc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Hiệp định Paris đã ký kết học sinh sơ tán và giáo viên biệt phái trở về. Trường cũ, số lớp của trường lúc bấy giờ rút lại còn 9 lớp, mỗi khối 3 lớp, với số bình quân mỗi lớp là 40 học sinh. Toàn trường trở về khu trung tâm với 5 phòng học cấp 4 và 5 phòng học bằng tre tranh nứa ná tháo dỡ từ các khu nẻ. Về công việc này phải đến khai giảng năm học 1973-1974 mới hoàn thành tất và ổn định. Cũng từ năm học này, do hoạt động của giáo dục trung tâm về địa điểm, công tác chỉ đạo quản lý được thuận lợi, các phong trào thi đua dạy tốt học tốt được triển khai mang lại hiệu quả cao, nhà trường ngày ổn định đi vào nền nếp. Đến năm 1976-1977, phòng giáo dục huyện Thanh Trì thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục là hợp nhất hai cấp 1 và 2 thành trường phổ thông cơ sở, trường cấp 1, cấp 2 Đại Thanh trở thành trường phổ thông cơ sở cả Thanh Oai. Đến năm 1979-1970, trên này có chủ trương cắt một số xã của Thường Tín về Thanh Trì, trong đó xã Tả Thanh Oai. Từ đó, trường phổ thông cơ sở Tả Thanh Oai trực thuộc sự quản lý và chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cũng từ đây, dãy nhà che nứa đã được thay thế bởi một dãy nhà cấp 4 gồm có 5 phòng học, đồng thời các trang thiết bị như bàn ghế, bục bảng, đồ dùng dạy học cũng được tăng cường tỷ lệ giáo viên từ 1/2 đến 1/5 lên đến 2 trên 1 lớp. Trong những năm cuối của thế kỷ 80, do nền kinh tế cao cấp quá nghèo, đời sống vật chất của nhân dân, của giáo viên cực kỳ khó khăn, các thầy cô giáo phải tham gia lao động sản xuất như cây lúa, chăn nuôi, cày ruộng nương để đảm bảo cuộc sống. Một số thầy xin nghỉ một cuộc để chuyển làm nghề khác. Năm 1985-1986, theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục, các nhà trường bắt đầu thực hiện chương trình cải cách với hệ 4 lớp và của cấp 2, đồng thời thực hiện cải cách sách giáo khoa bắt đầu từ lớp 6. Trong giai đoạn này, nhà trường đã phát triển lên đến 10 lớp, mỗi khối 3 lớp, riêng khối 6 có 4 lớp. Và cứ như thế, mỗi năm cấp 2 lại tăng thêm 1 lớp. Đến năm 1988-1989, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai lại tách thành 2 trường, trường phổ thông cấp 1 Tả Thanh Oai và trường phổ thông cấp 2 Tả Thanh Oai. Cũng ở năm học này, cấp 2 đã tiến hành cải cách theo sách giáo khoa mới đến cấp 9, tức là hoàn chỉnh cải cách cấp 2 trong năm học này. Nhà trường đã hình thành 12 lớp và tiếp nhận đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ 2 tầng gồm 6 phòng học. Số giáo viên chưa đạt chuẩn của nhà trường lần lượt nghỉ hưu. Số giáo viên tăng cường phần lớn đều trẻ và đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc đại học sư phạm. Nhờ vậy, chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng được nâng cao, vì số lớp ngày càng tăng từ 12 đến 16 lớp. Đến năm 1995-1996, nhà trường được xây dựng khu nhà cao tầng gồm 12 phòng học thay thế cho dãy nhà cấp 4.
tạo khuôn viên trường ngày càng khang trang hơn thế nữa, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp, rồi phụ huynh học sinh. Toàn trường, sân trường được đổ bê tông, trang thiết bị dạy và học bổ sung ngày càng hiện đại, khí thế thi đua sôi nổi, nhiều học sinh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố, nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. Với các danh hiệu lao động giỏi cấp huyện, các thầy cô bước sang năm học 2000-2001, sĩ số lớp học sinh trong trường tăng lên đột biến với 20 lớp, mỗi khối 5 lớp. Các cơ sở vật chất ngày càng thiếu thốn, các phòng học đều xuống cấp, nhà trường vẫn phải sử dụng dãy nhà cấp 4 xây từ những năm 60 để dạy và học. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, công trình xây dựng trường chuẩn quốc gia trên khu đất mới với tổng diện tích khoảng 11.148 m² chính thức được khởi công xây dựng. Chỉ sau một năm, trong niềm vui khôn tả, thầy và trò trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai chuyển sang trường mới và đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, có lẽ đây là một năm có số học sinh, số lớp lớn nhất, 28 lớp với 1.000 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về căn bản được bổ sung đầy đủ về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng, trường liên tục đạt các danh hiệu trường tiên tiến, công đoàn vững mạnh xuất sắc, tập thể tốt, liên đội mạnh của huyện, thể dục thể thao tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, thư viện chuẩn quốc gia. Đặc biệt năm học 2008-2009 và 2009-2010, trường đã đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, từ thuở sơ khai khó khăn, trăm bề phải trải qua giai đoạn chiến tranh khắc nghiệt, đến nay trường đã thực sự trở nên xanh sạch đẹp với bao hoạt động giáo dục vui tươi bổ ích, thu hút lứa tuổi thanh thiếu niên đến trường, nối tiếp truyền thống của quê hương. Như một số nhà thơ đã viết tặng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường: nối dòng truyền thống sử quê hương, thành tích vẻ vang một mái trường, rèn đức dạy hay luôn tiến bộ, miệt tài học giỏi đã nêu gương, trồng người trân trọng niềm trí thức, dựng nghiệp chăm lo hết kỷ cương, trường chuẩn quốc gia càng rạng rỡ, 50 năm vững bước tiến lên. Phát huy truyền thống của quê hương, đảng bộ và nhân dân cùng thầy và trò trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống quê hương xã anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc phong trào giáo dục của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai nói riêng, sự nghiệp chồng người của địa phương nói chung, ngày một phát triển vững mạnh. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý và các cháu học sinh thân mến, vừa rồi chúng ta đã được ôn lại truyền thống 50 năm hình thành và phát triển của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Có lẽ ít ai nghĩ rằng trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai lại có những thời kỳ khó khăn gian khổ là vậy. Nay được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền các cấp, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai đã có một cơ ngơi bề thế khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác dạy và học. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai lên báo cáo thành tích của nhà trường trong thời gian vừa qua. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị lãnh đạo, thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng với thế hệ học sinh
đang học tập công tác. Trong không khí cả nước tưng bừng hoạt động hướng tới đại lễ của dân tộc mừng thủ đô Hà Nội nghìn năm tuổi, hôm nay trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Thay mặt các ủy, ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và gần 900 em học sinh trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai, xin gửi tới các vị lãnh đạo, các nhà giáo lão thành, các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, trường cấp 2 Đại Thanh được thành lập theo quyết định số 121 ngày 19 tháng 9 năm 1960 của Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay là trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai. Có thể nói, việc thành lập một lúc 5 trường cấp 2 đầu tiên của huyện là quyết định vô cùng sáng suốt, cần thiết và kịp thời của Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Hơn thế nữa, đó là ước mơ của bao nhiêu thế hệ học trò lều chóng đi thi, chạy bộ hơn 10 cây số tới trường, rồi cả những cô học trò nghèo lỡ giờ việc học hành, tạm quên đi việc khao khát được biết chữ, được nắm bắt những nguồn tri thức mới. Vâng, ước mơ đó không gì chính đáng hơn, cao đẹp hơn là ước mơ về một ngôi trường cấp 2 ngay chính trên quê hương mình, một mái trường xã hội chủ nghĩa. 50 năm đi qua, một chặng đường dài cho sự phấn đấu, cống hiến và trưởng thành của một ngôi trường cấp 2. Chúng tôi, lớp lớp các thế hệ thầy trò trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai, luôn dành những tình cảm thân thương nhất cho mái trường này, nơi đã thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò những chân trời tri thức rộng mở. Để rồi hôm nay, niềm tự hào về một ngôi trường mới khang trang, hiện đại trở thành nguồn động lực mạnh mẽ nâng bước chúng tôi trên chặng đường phía trước. 50 năm, một nửa thế kỷ, khoảng thời gian không dài so với thủ đô nghìn năm tuổi, song cũng đủ cho những cố gắng được đền đáp, những ước muốn trở thành hiện thực. Nhìn lại chặng đường ấy, thật khó có thể giấu nổi niềm xúc động và tự hào về sự phát triển và trưởng thành của trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai. Thưa các quý vị đại biểu, trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai ra đời trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, đói nghèo. Năm đầu thành lập, trường có 6 lớp học, nhưng chưa thể có một phòng học riêng của mình. Hội đồng trường gồm 9 đồng chí cán bộ giáo viên, cùng đồng hành với thầy trò có ban bảo trợ học đường, nay là ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả đều nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ giáo dục trong bộn bề khó khăn. Song không gì có thể làm lung lay ý chí ham học hỏi, ý thức quyết tâm xây dựng phong trào giáo dục xã nhà của thầy trò nhà trường, của chính quyền cách mạng, của nhân dân địa phương và đặc biệt là của các cụ trong ban bảo trợ học đường. Nhờ có nguồn động lực to lớn ấy, thầy trò trường đã không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục mà còn tích cực tham gia phong trào lao động sản xuất ở địa phương. Kết thúc năm học này, nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh. Đây là danh hiệu đầu tiên đạt được ngay trong năm đầu thành lập. Đó là niềm động viên to lớn giúp thầy trò nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Danh hiệu cao quý ấy chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng xây dựng lên truyền thống nhà trường với bề dày thành tích đạt được trong suốt những chặng đường tiếp theo. Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhưng sức sống mãnh liệt của những chồi non càng chặt đau càng vươn lên mạnh mẽ. Trường phổ thông cấp 2 Đại Thanh vẫn tồn tại như một điểm thách thức. Trong những năm chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ, nhà trường vẫn luôn nghiêm túc thực hiện mọi hoạt động dạy và học. Các buổi sinh hoạt chuyên môn được duy trì đều đặn, giáo viên thực hiện phương châm bám trường, bám lớp, đảm bảo chương trình giảng dạy vừa hoàn thành, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Các hoạt động lao động càng nặng nề cấp thiết hơn, nào thì đắp hầm chữ A, đào hầm cá nhân, cắt lúa, đắp đê, nạo vét mương máng giúp hợp tác xã. Tiêu biểu phải kể đến phong trào văn nghệ của nhà trường.
nhiều tiết mục múa, hát, kịch đã được dàn dựng công phu, tổ chức thành những đêm biểu diễn ở thôn xóm, tạo nên món quà tinh thần quý giá, làm vơi đi bao nỗi lo toan về đói nghèo, bom đạn, chiến tranh. Khó khăn là thế, gian khổ là thế, những thành tích nhà trường đạt được trong những năm này thật đáng khâm phục. Tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 90% trở lên. Học sinh lớp 7 đỗ tốt nghiệp luôn đạt từ 80% trở lên. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần dũng cảm, sức trẻ căng tràn lửa sống. Với hành trang tri thức từ mái trường cấp 2 thân yêu, các anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong số họ, có người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, có người đã hy sinh, nhưng các anh vẫn sống mãi trong lòng dân tộc với những chiến công lừng lẫy. Oanh liệt, vững vàng đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai tiếp tục dương cao ngọn cờ thi đua hai tốt, từng bước hoàn thiện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong nhà trường với phương châm giữ vững kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng dạy và học với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt thành, ý chí tự cường. Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của ngành giáo dục trong mọi thời kỳ cách mạng. Thưa các quý vị đại biểu, trải qua nhiều biến động lịch sử, đất nước từ chiến tranh, đói nghèo lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ kinh tế bao cấp đến kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lên cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Mỗi bước đi của trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai luôn tự tin, vững chãi, khẳng định vươn gió khả năng vượt lên. Nội lực mạnh mẽ của một ngôi trường cấp 2 vùng ven đô, những bước đi ấy sẽ còn tự tin hơn, vững vàng hơn khi chúng tôi sắp đi hết thập niên đầu thế kỷ 21 với những thành tích đáng ghi nhận. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, 10 năm đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, công đoàn trường vững mạnh xuất sắc, liên đoàn mạnh cấp huyện. Riêng năm 2001-2002, trường đạt danh hiệu liên đoàn mạnh cấp thành phố. Trường luôn tự hào là lá cờ đầu trong phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Thanh Trì, với 4 năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố. Trong giải điền kinh học sinh tổ chức hàng năm, trường có tổng số 75 lượt học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp huyện, 35 huy chương cấp thành phố, trong đó 15 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Giải nhất thể dục nhịp điệu và các Paris trong hoạt động hè 2010. 2 năm liền, trường đạt giải nhất tham gia hội diễn văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân, huyện Thanh Trì. Đặc biệt, trong 2 năm học gần đây, năm học 2008-2009, năm học 2009-2010, trường vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý của thành phố trao tặng trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen tặng trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đặt danh hiệu đơn vị văn hóa tập thể tốt, trường có thành tích xuất sắc trong cuộc thực hiện cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm giai đoạn 2004-2010. Công đoàn trường vinh dự là một trong hai đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc trong cuộc vận động thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong những năm gần đây, thực hiện tốt phong trào đổi mới phương pháp dạy học, bên cạnh từng bước trang bị 6 phòng học, phòng chức năng có máy chiếu đa vật thể, máy projector, tạo điều kiện cho giáo viên triển khai các giáo án điện tử, nhà trường luôn chú trọng việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên. 11 đồng chí đạt trình độ cao đẳng, 4 đồng chí đạt trình độ trung cấp, 39 đồng chí đạt trình độ đại học,
và đặc biệt có một đồng chí đã hoàn thành chương trình cao học, hai đồng chí có trình độ lý luận trung cấp. Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ thầy và trò, danh hiệu thi đua cá nhân năm sau luôn cao hơn năm trước. Cho đến năm học 2009-2010, trường đã có 28 lượt giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, 17 lượt danh hiệu lao động tiên tiến. Năm học 2004-2005, cô giáo Nguyễn Thị Thiết đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố môn lịch sử. 79 lượt giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố. Kể từ năm học 1994-1995, năm học đầu tiên có học sinh giỏi cấp thành phố do cô giáo Dương Thị Biểu trực tiếp bồi dưỡng. Đến nay, trường đã có 136 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 33 học sinh giỏi cấp thành phố về văn hóa. Đó quả thực là những con số biết nói, không chỉ biểu hiện sự thành công của thầy cô giáo và các em học sinh sau những cố gắng không mệt mỏi. Hơn thêm nữa, đó là niềm tin, niềm vinh dự, nguồn động lực mạnh mẽ cho thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh hôm nay, mai sau tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho phong trào giáo dục xã nhà nói riêng và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa nước nhà nói chung. Kính thưa các quý vị đại biểu, có được những thành tích nổi bật nêu trên, trước hết phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố, sở đến địa phương, của ngành giáo dục và đào tạo, hoạt động tích cực hiệu quả của ban đại diện cha mẹ học sinh, sự động viên khích lệ và những kinh nghiệm quý báu từ hội cựu giáo chức xã Tả Thanh Oai, đặc biệt sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của nhân dân xã Tả Thanh Oai. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn đầy gian nan, thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn, bởi hành trang chúng tôi là niềm tự hào về truyền thống nhà trường, truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng của quê hương Tả Thanh Oai, là niềm tin vững chắc vào khả năng, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm của ban giám hiệu, tinh thần đoàn kết, thân ái, cần cù, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, là tinh thần tham học hỏi, ý thức luyện đức, rèn luyện tài rèn đức của đa số các em học sinh trong trường. Vâng, không thể quên truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai luôn luôn khắc sâu lòng biết ơn, niềm trân trọng và tự hào về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ thầy giáo, của lớp lớp các thế hệ học sinh đi trước đã cống hiến bao công sức và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục xã nhà, cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai hôm nay nguyện gắng sức xây dựng nhà trường ngày càng trưởng thành hơn, vững mạnh hơn, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương xã Tả Thanh Oai anh hùng. Để thay cho lời kết, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh niềm cảm xúc chân thành của một nhà thơ đã viết tặng trường nhân kỷ niệm trọng đại này. Nửa thế kỷ qua tòa sắc hương, quốc gia chuẩn mực một ngôi trường, hàng hàng niên thiếu đang thành đạt, lớp lớp thầy cô những tấm gương, gian khổ nào bằng nơi hải đảo, khó khăn chẳng sánh chốn biên cương, phát huy truyền thống trường tiên tiến, nửa thế kỷ qua một chặng đường. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các thế hệ nhà giáo, thế hệ học sinh tiếp tục thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động, học tập và công tác. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý và các cháu học sinh thân mến, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Tả Thanh Oai nói chung, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai nói riêng luôn được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chức năng huyện Thanh Trì. Đó là điều kiện thuận lợi để các thầy và trò nhà trường phấn đấu vươn lên giành thành tích cao trong công tác dạy và học. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lã Thị Bích Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện lên phát biểu động viên và chúc mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập trường. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy,
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tả Thanh Hoa. Kính thưa các nhà giáo lão thành, kính thưa các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em học sinh của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoa yêu quý. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được cùng các vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoa. Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Trì xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, các thế hệ học sinh đã góp phần xây dựng truyền thống của ngôi trường tròn 50 tuổi. Xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh mạnh khỏe, nhiều niềm vui và thành đạt. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh yêu quý, trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai rất vinh dự được mang danh làng khoa bản nổi tiếng, làng Tả Thanh Hoai, được đặt trên mảnh đất hiếu học và anh hùng, quê hương của dòng họ Ngô Thì nổi tiếng, với danh nhân văn hóa của đất nước Ngô Thì Nhậm. Phát huy truyền thống hiếu học và anh hùng của quê hương, suốt 50 năm qua, với sự đoàn kết thống nhất, với ý thức tất cả vì học sinh thân yêu của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với ý thức học để làm người của các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai, nên từng chỗ khi mới thành lập, trường chỉ có 6 lớp, phải học 2 ca, với nhà cấp 4 tranh tre ngứa ná, với 9 thầy cô giáo, đến nay đã là một ngôi trường khang trang bề thế đẹp nhất cấp trung học cơ sở và đạt chuẩn quốc gia năm 2007, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học, có 24 lớp, gần 60 cán bộ công nhân viên các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo đã tâm huyết nhiệt tình trách nhiệm với học sinh và nhân dân địa phương, nên nhiều thầy cô giáo đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp huyện. Với truyền thống hiếu học của quê hương Tả Thanh Hoai, các thế hệ học sinh đã vươn lên vượt khó, rèn luyện tốt, học tập giỏi, đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, cấp huyện. Với những con số hết sức ấn tượng đã được minh họa qua bản diễn văn kỷ niệm và báo cáo thành tích của nhà trường. Đặc biệt, 10 năm liền trường đạt tiên tiến cấp huyện, trong đó có 2 năm đạt tập thể xuất sắc cấp thành phố. Trường được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận là trường học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin ghi nhận biểu dương và đề nghị các vị đại biểu, các em học sinh nhiệt liệt chúc mừng thành tích của nhà trường đã đạt được trong 50 năm qua. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin được trân trọng cảm ơn, ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng, công lao to lớn của các thế hệ các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai. Xin được trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm trong lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tả Thanh Hoai. Xin được trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ, hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Tả Thanh Hoai đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và đối với trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai nói riêng. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em học sinh yêu quý, để phát huy truyền thống hiếu học khoa bảng, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, với truyền thống học tốt dạy tốt của nhà trường, tôi xin được đề nghị thầy trò trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai tập trung thực hiện một số nội dung sau đây. Một, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để mỗi thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và mỗi học sinh tự sửa mình theo gương Bác. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Mỗi học sinh đều là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Hai, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, đó là dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch và các phong trào thi đua hai tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo môi trường thật tốt để các thầy cô giáo phát triển tài năng, tạo môi trường thân thiện để các em học sinh phát triển toàn diện, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chủ động sáng tạo đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, phấn đấu đạt huân chương lao động hạng
mến. Và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể xã, ban đại diện, cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh với tất cả tinh thần vì học sinh thân yêu. Để trường trung học cơ sở Tả Thanh Mai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tôi xin được trân trọng đề nghị phòng giáo dục đào tạo, các phòng ban chuyên môn của huyện hết sức quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tả Thanh Mai quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện để trường trung học cơ sở Tả Thanh Mai phục vụ con em nhân dân của xã Thanh Mai, Tả Thanh Mai được tốt nhất. Chúng tôi xin trân trọng đề nghị và kêu gọi nhân dân, các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học tập, ủng hộ, phối hợp nhà trường trong quản lý giáo dục học sinh để mỗi học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Một lần nữa xin được kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em học sinh mạnh khỏe, rèn luyện tốt, học tập tốt. Chúc trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện có một nắng hoa tươi thắm để chúc mừng nhà trường đã trưởng thành và phát triển trong suốt 50 năm qua. Xin trân trọng kính mời cô giáo hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa của lãnh đạo huyện. Xin trân trọng cảm ơn các vị. Hai nhìn đây bạn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu động viên và chúc mừng của đồng chí Lã Thị Bích Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Xin được kính chúc đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thời gian tới quan tâm tạo điều kiện hơn nữa đối với cán bộ và nhân dân xã Tả Thanh Oai trên mọi lĩnh vực và đặc biệt là trong sự nghiệp giáo dục chồng người của xã. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, tại buổi lễ hôm nay chúng ta vinh dự được đón các thế hệ lãnh đạo, các cựu giáo chức đã từng tham gia công tác giảng dạy tại trường. Đây là những người đã dành nhiều công sức và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục chồng người của xã Tả Thanh Oai. Nay các trường đã được nghỉ hưu, nhưng dù ở đâu các thầy vẫn luôn là những tấm gương sáng về đạo đức và lẽ sống cho các thế hệ noi theo. Các thầy vẫn luôn dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trịnh Văn Giáp, nguyên là hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, đại diện cho các thế hệ lãnh đạo, cựu giáo chức đã từng tham gia công tác tại nhà trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Kính thưa các vị khách quý. Kính thưa các bạn đồng nghiệp, các anh chị cựu học sinh và thưa các em. Hôm nay trường ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, phấn đấu xây dựng và trưởng thành đúng vào dịp nhà nước vừa kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và thủ đô đang đứng trước bậc thềm mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội thật là có ý nghĩa. Mới ngày nào, thế mà trường cấp 2 Đại Thanh, nay là trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai đã tròn 50 tuổi xuân. Những dấu tích xưa, những hình ảnh về mái trường, về thầy cô và học trò, những kỷ niệm về hoạt động đầy ấn tượng đã trôi vào dĩ vãng. Những kỷ niệm và những hoạt động đầy ấn tượng đã trôi vào dĩ vãng, nhưng trong tâm trí chúng tôi thì không bao giờ phai mờ. Hồ dễ có thể nào quên được ngày đó xã Đại Thanh đã trở thành một trung tâm thu hút học sinh 8 xã đến học. Đó là xã Kiên Hưng, xã Hữu Hòa, xã Cử Khê, xã Mỹ Hưng, xã Đại Thanh, xã Thanh Liệt, xã Hoàng Liệt và xã Tam Liệt. Những ngày đầu sơ khai, điều kiện cơ sở vật chất rất hạn hẹp, hầu như không có gì. Hai lớp năm đầu cấp 2 học tại hai gian nhà cấp 4 ở Minh Lâu, nằm yên tĩnh dưới bóng của hai cây muỗng cổ thụ. Phía trước lớp 5A là một sân gạch, hàng ngày học sinh đi theo con đường nhỏ
qua cái cầu gạch xây của con mương để đến lớp. Không có cổng trường, cũng không có biển trường. Trường chưa có khuôn viên riêng, chưa có nhà văn phòng, phòng hội đồng, phòng thí nghiệm, phòng thư viện vân vân như bây giờ. Trước và sau mỗi tiết học, tiết dạy, giáo viên xuống nghỉ nhờ ở nhà hai cụ sinh ra quân ở. Có bốt thật là rộn ràng, sôi nổi của phong trào thi đua xây dựng. Cái thời đó, trang lứa giáo viên chúng tôi rất trẻ trung, đều 23-24 tuổi. Bốn giáo viên đều chưa vượt của nhau. Tức là nửa của 23-24 thôi. Chúng tôi dễ và sớm hòa mình vào cuộc sống. Ánh sáng của lý tưởng, của nhiệt tình cách mạng, của nhiệt tình trách nhiệm, của ý thức mình vì mọi người, vì tập thể, của kỷ luật tự giác phấn đấu, tự giác công hiến đã thấm được trong đội ngũ giáo viên chúng tôi. Ai nấy đều phơi phới niềm lạc quan, hăng say nhiệt tình tham gia các hoạt động tuyên truyền các chiến dịch, công tác của xã, của hợp tác xã, công tác bình dân học vụ, công tác lao động sản xuất vân vân, đặc biệt là dành cho hoạt động dạy học. Trang lứa chúng tôi lúc đó được đào tạo sư phạm ít lắm, đa số là sư phạm cấp tốc, bốn giáo viên đều là sư phạm cấp tốc cả. Nhưng chúng tôi yêu công việc dạy học như một tín đồ tôn giáo. Đi dạy chúng tôi không chăn trở suy tư, không buồn nản, không ngại ngần tính toán tiền đơn, không đòi hỏi, không vướng mắc điều trị, tinh thần thật là vô tư. Mọi người chuyên tâm cặm cụi miệt mài suy nghĩ với trang giáo án và say sưa tận tụy trên bục giảng. Mấy anh chị em giáo viên chúng tôi lúc đó tự động viên mình, thấy nguồn vui trong công việc, thấy trách nhiệm với học trò. Vâng, trang lứa học trò cấp 2 Đại Thanh những ngày đầu đã bước vào tuổi 15, 16, thậm chí 17, đưa tuổi cận kề với người lao động, với nhiệm vụ công dân. Các em đều chăm ngoan, giản dị, thuần hậu, mộc mạc, dễ gần, dễ mến, đặc biệt là chăm lao động và có ý thức kỷ luật. Trong học tập các em đều tự giác học bài và làm bài nghiêm chỉnh, biết lắng nghe với thái độ chăm chú, không có hiện tượng đi muộn bỏ giờ, mặc dù nhà xa đến 6-7 cây số mà phải đi bộ, lúc đó không có học sinh nào có xe đạp cả. Cuối năm học không có hiện tượng bị lưu ban. Ngoài học tập, mỗi tuần học sinh đi lao động một buổi, các em rất hăng hái và thanh thản, quên làm sao được những buổi hót phân bùn phù sa ở sông Nghệ, chặt lá cây, gom nhặt phân châu bò, ủ làm phân xanh với phong trào thanh niên nghìn cân để ủng hộ hợp tác xã. Rồi những buổi đi tát nước chống hạn, đi gặt lúa, vụ mùa, đi phục vụ chiến dịch đông xuân của xã. Trung ương đoàn và Ti giáo dục Hà Đông đã khen trưởng cấp 2 Đại Thanh về hoạt động lao động sản xuất. Quên làm sao được những đêm trăng sáng, thầy trò xuống các thôn, các xóm để vận động hoặc dạy bình dân học vụ. Ý nghĩa phục vụ nhân dân thật là giản dị và cũng thật là lãng mạn. Lúc đó hoạt động ngoại khóa rất ít, có chăng là các buổi học hát, thi đấu bóng đá sôi nổi, vui nhộn. Ngày qua đi, tháng qua đi, trường cấp 2 Đại Thanh như con đò nhỏ trở đầy đạo lý và tri thức, làm hành trang cho lớp lớp học trò đến bến bờ tương lai tươi sáng. Trong ngày vui hôm nay, tôi xin phép điểm lại và xin phép đơn cử một số gương mặt tiêu biểu của lứa tuổi học sinh đầu tiên của cấp 2 Đại Thanh. Năm 1962, có một sự kiện ấn tượng là một vài học sinh của trường đã được nhập ngũ. Anh Cường ở Nhân Hòa, anh Quý ở Thượng Phúc đã ba lô lên đường vào Nam chiến đấu và đã anh dũng hy sinh. Đây là hai tấm gương liệt sĩ đầu tiên của cấp 2 Đại Thanh. Anh Luận ở Khúc Thủy đã vào chiến trường, anh có quân hàm đại tá. Anh Bầu ở Siêu Quần, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng. Anh Khuông ở nhà máy gạch Đại Thanh. Chị Mai ở Khúc Thủy là cán bộ giảng dạy đại học và có học vị tiến sĩ. Anh Đà ở Siêu Quần, kỹ sư kiến trúc. Chị Mỹ ở Nhân Hòa, kỹ sư nông nghiệp. Anh Hiền ở Tam Hiệp, chủ nhiệm hợp tác xã. Anh Ất ở Tam Hiệp, chủ tịch xã. Anh Nhập ở Kiến Hưng, chấp hành hội hữu nghị Việt Nhật. Anh Trung ở Hữu Hòa, giám đốc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên, vân vân. Về phía nhà trường, khi vừa tròn 2 tuổi, trường cấp 2 Đại Thanh đã được Ti giáo dục Hà Đông công nhận là trường tiên tiến. Những trang sử của trường cấp 2 Đại Thanh, may là trung học cơ sở Tả Thanh Oai, được các thế hệ giáo viên và học sinh ghi tiếp những dòng chữ về thành tích vẻ vang của nhà trường. Sự nghiệp giáo dục của nhà trường như một dòng chảy liên tục không ngưng nghỉ, với nhiều đổi thay kỳ diệu. Một cơ ngơi nhà trường to đẹp, hoành tráng, tiện nghi trang thiết bị đầy đủ và hiện đại, phong trào dạy tốt, học tốt đạt nhiều thành quả. Các hoạt động ngoại khóa sôi nổi và rất phong phú, đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi ngày càng nhiều thêm.
trường được công nhận. Đây là cái phúc lớn của trường ta, hiện thực như một cây đại thụ xum xuê bóng tỏa, hoa trái đơm đầy, một cây đời vĩnh viễn xanh tươi. Tất thảy khẳng định tương lai phát triển và trưởng thành của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai đang còn mở rộng. Chúng ta có quyền vui mừng và tự hào về ngôi trường 50 tuổi thanh xuân. Về phần chúng tôi, ngôi trường xưa là cái nôi đầu đời của cuộc đời dạy học hơn 40 năm. Cái nôi cấp 2 Đại Thanh đã tạo dựng cho chúng tôi niềm tin yêu về nghề dạy học, để nếu có phải đi lại thì chúng tôi vẫn đi lại con đường này, con đường nhỏ bé dẫn vào lớp 5A ở Minh Lâu hồi nào. Thưa các vị và thưa các em, tôi yêu quý ngôi trường này mãi mãi bởi nơi đây đã có nghĩa tình. Xin cảm ơn. Được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu nhiệt tình, tâm huyết và những tình cảm ấm áp chân thành của thầy đã dành cho sự nghiệp giáo dục các thế hệ học sinh xã Tả Thanh Oai. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục có những tham gia cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng các cháu học sinh thân mến, để tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của cán bộ và nhân dân xã Tả Thanh Oai đối với các thế hệ thầy cô giáo đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của xã Tả Thanh Oai, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời các thầy cô, nguyên là hiệu trưởng nhà trường các thời kỳ, đại diện cho các thầy cô giáo đã từng tham gia công tác tại nhà trường lên sân khấu để nhận hoa và quà lưu niệm của lãnh đạo xã. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Văn Giáp, thầy Nguyễn Xuân Cảnh, thầy Ngô Đức Diễn, thầy Đoàn Vũ Dũng và cô giáo Nguyễn Thị Hạnh lên trên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã, thay mặt cho cán bộ và nhân dân xã Tả Thanh Oai lên tặng hoa và quà cho các thầy cô giáo. Kính thưa các vị khách quý, 50 năm qua, trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển về nhân cách và kiến thức cho nhiều thế hệ con em xã Tả Thanh Oai. Cũng từ mái trường này, với sự chăm lo dạy dỗ của các thầy cô giáo, nhiều thế hệ học sinh đã phát triển và trưởng thành, giữ nhiều cương vị cao trong các cơ quan đảng và nhà nước, trong lực lượng vũ trang nhân dân, thực sự là những công dân tốt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Lực, cựu học sinh khóa 1969-1972, đại diện cho các thầy học sinh lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các thế thầy cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hòa trong không khí tưng bừng của thủ đô chuẩn bị chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, hôm nay trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Đó cũng là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng, rất đáng tự hào của các thế hệ học sinh chúng ta hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, tôi rất vinh dự và cảm động được nhà trường giao trọng trách thay mặt cho các thế hệ học sinh dưới mái trường thân yêu của quê hương phát biểu trong buổi lễ trọng thể hôm nay. Thưa các thế hệ lớp anh, chị, thưa các bạn học sinh thân mến, cá nhân tôi không thể nói hết được những tâm sự, tình cảm của các anh, các chị và các bạn về những công lao to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục trong suốt 50 năm qua. Vì vậy, tôi đề nghị toàn thể các bạn ngồi đây hãy cùng tôi đồng thanh kính chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc lễ kỷ niệm 50 năm trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai thành công rực rỡ.
Kính thưa các vị đại biểu, Bác Hồ kính yêu đã dạy: vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Là những người con của quê hương, lứa học sinh cấp 2 của chúng tôi phải trải qua một giai đoạn khốc liệt của chiến tranh, phá hoại của không quân Mỹ bắn phá miền Bắc năm 1968-72. Cơ sở vật chất thiếu thốn, mũ rơm sau lưng, giao thông hào trong lớp. Nhưng chúng tôi vẫn được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, đặc biệt là những tình cảm, những tấm lòng vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo mà chúng tôi vẫn được cắp sách tới trường, rồi để từng bước lớp lớp học sinh trưởng thành như hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, về dự kỷ niệm 50 năm ngành lập trường, hôm nay chúng tôi rất phấn khởi chứng kiến một bầu không khí hồ hởi, một khung cảnh tươi sáng, cơ sở vật chất nhà trường khang trang bề thế. Chúng tôi càng biết ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền và biết ơn sự nỗ lực to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo hết lòng chăm lo cho các thế hệ học sinh hôm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng tới đây, từ mái trường này, với sự chăm lo, rèn dạy của các thầy giáo, cô giáo, các lớp học sinh tương lai sẽ chăm ngoan hơn, học giỏi hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày một văn minh giàu đẹp. Một lần nữa, tôi xin phép được thay mặt các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai kính chúc sức khỏe các thầy giáo, cô giáo, kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, kính chúc sức khỏe đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay. Tôi cũng xin thay mặt cho các thế hệ học sinh hứa với các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, dù ở mọi miền của đất nước, hãy hướng về quê hương, chung tay xây dựng nhà trường ngày một khang trang, bền vững và thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Lực. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, phát huy những thành tích của nhà trường trong 50 năm qua, ngày nay các thầy giáo, cô giáo trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai luôn phấn đấu vươn lên, nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn mới. Nhiều thầy cô đã đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đoàn Thị Thu, đại diện cho các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Hôm nay được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, Hội đồng Giáo dục xã Tả Thanh Oai long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Tới dự buổi lễ long trọng này, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí cán bộ, giáo viên và gần 900 học sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai xin được gửi tới các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, trường cấp 2 Đại Thanh nay là trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai được thành lập theo quyết nghị số 121 QNUB ngày 19 tháng 9 năm 1960 của Ủy ban Hành chính huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. 50 năm một chặng đường, một nửa thế kỷ cùng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, được sự quan tâm sâu sát, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, các cấp quản lý giáo dục, được sự ủng hộ hết lòng của nhân dân trong xã và đặc biệt sự cố gắng vượt mọi khó khăn của các thế hệ thầy cô giáo với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ sâu sắc, cùng với sự hiếu học, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ học sinh, phát huy truyền thống của làng khoa bảng Tả Thanh Oai, một trong 24 làng khoa bảng của Thăng Long, Hà Nội. Nửa thế kỷ qua, trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Ngày đầu thành lập trường mới chỉ có 6 lớp, trong đó có 3 lớp 5 và 3 lớp 6. Nay trường đã có 23 lớp với 881 học sinh và một cơ ngơi khang trang, được trang bị nhiều phương tiện dạy học hiện đại. Trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn quốc gia tháng 2 năm 2007. Trong 50 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 7.000 công dân có ích cho đất nước, hàng trăm vị có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chính từ mái trường thân yêu này, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành, họ đang phát huy trí lực của mình, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống đó, 50 năm qua thầy và trò trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai luôn thấm nhuần lời Bác dạy: dù khó khăn đến mấy, dù phải thi đua cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì và phát triển liên tục. Trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
nhiều thầy cô giáo được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi. Chất lượng giáo dục Đại Trà được giữ vững và phát triển, chất lượng đào tạo mũi nhọn được chú trọng và số lượng học sinh giỏi ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng phát huy thế mạnh và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, tại buổi lễ long trọng này, là một giáo viên được về công tác tại trường 10 năm qua, tôi xin được thay mặt cho các thế hệ thầy cô giáo đang công tác tại trường, chúng tôi xin hứa sẽ đem hết tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực của mình học tập và noi gương thế hệ các thầy, các cô, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường để đáp ứng được với yêu cầu đổi mới của đất nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, cảm ơn nhân dân xã Tả Thanh Hoai trong những năm qua đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, xin kính chúc các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, chúc em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với truyền thống khoa bảng của xã Tả Thanh Hoai. Chúc phong trào thi đua dạy và học của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai năm học 2010-2011 thu được nhiều thành tích mới. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý và các cháu học sinh thân mến, phát huy truyền thống hiếu học và khoa bảng của địa phương, không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô, không phụ lòng sự quan tâm của chăm sóc của các thế hệ phụ huynh, các cháu học sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu và mời cháu Nguyễn Thị Diệp, học sinh lớp 9A2, học sinh tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai, đại diện cho các cháu học sinh đang học tại trường lên phát biểu. Xin mời cháu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2010, trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Em là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, học sinh lớp 9A2, vinh dự được thay mặt cho gần 1.000 bạn là học sinh trong cuộc được nói lên những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, giờ đây khi đã là học sinh lớp 9, mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ, đẹp đẽ bên bạn bè, thầy cô trong ngôi trường này, mai sau dù lớn khôn, trưởng thành, chắc chắn hình ảnh ngôi trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai sẽ đọng lại mãi trong lòng chúng em như một dấu ấn không thể phai mờ. Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh đang học trong trường, em xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi để xứng đáng với những gì em đã nhận được từ ngôi trường thân yêu. Và giờ đây, chúng em tự hào về ngôi trường thân yêu này, nhưng mai sau ngôi trường sẽ tự hào về chúng em. Em xin chúc các thầy cô và quý vị đại biểu tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Em tin rằng mai sau, dưới sự nỗ lực, cống hiến của các thầy cô, ngôi trường sẽ to hơn, đẹp hơn và giàu thành tích hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, đồng hành gian khổ cùng vượt khó với nhà trường, thành tích của nhà trường trong những năm qua luôn có sự đóng góp không nhỏ của Hội Cha Mẹ Học Sinh. Hội Cha Mẹ Học Sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai giai đoạn nào cũng vậy, luôn là người bạn đồng hành chiến lược cùng với nhà trường để tạo dựng lên những thành tích cao trong công tác dạy và học. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Đình Mão, Chủ tịch Hội Cha Mẹ Học Sinh, đại diện cho Hội Cha Mẹ Học Sinh trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, các quý vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, học sinh đã và đang công tác tại trường Trung học cơ sở Tả Thanh Hoai. 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ một nhà trường đơn sơ với tranh tre nứa lá, hôm nay đã là trường chuẩn quốc gia với đội ngũ giáo viên được đào tạo chính quy phù hợp với thời kỳ đổi mới. Tôi lại được đại diện cho các bậc làm cha, làm mẹ, gửi tới thầy cô của nhiều thế hệ là lời cảm ơn chân thành nhất. Đại biểu là các bậc làm cha, làm mẹ, thay mặt ban đại diện cha mẹ học sinh, chúng tôi vô cùng biết ơn sự chăm lo, yêu thương của các thầy cô giáo, tạo mọi điều kiện để con em mình được học tập tốt nhất cùng với thầy cô giáo, nhà trường để dạy dỗ, rèn luyện cho con em vững bước trưởng thành, trở thành những người con có ích cho xã hội. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Để kết thúc buổi lễ chương trình hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã,
thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các cháu học sinh thân mến, hôm nay trong khí thế phấn khởi của cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, cán bộ, đảng viên, thầy, cô giáo và các thế hệ học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tự hào vùng quê hiếu học đã sản sinh ra nhiều nhân tài ở các thời kỳ, điển hình như thầy Pháp Thuộc, tồn tại các lớp Nho học, Tây học, Chữ Quốc ngữ, có đồng chí Đỗ Ngọc Du, nguyên bí thư lâm thời Thành ủy Hà Nội, là người đầu tiên của xã thi đỗ vào trường 10, tức trường trung học đệ nhất cấp. Ngay sau hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo. Trải qua 50 năm từ khi thành lập trường đến nay, không biết bao khó khăn vất vả mà thầy trò các khoa học đã đón nhận, đã đào tạo hàng ngàn học sinh tốt nghiệp, được trang bị kiến thức lên đường nhập ngũ, xây dựng phát triển kinh tế hoặc đi học nâng cao trình độ. Ngày hôm nay, thầy và trò trường trung học Tả Thanh Oai đang được dạy và học trên ngôi trường mới, được trang bị chuẩn cấp quốc gia. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã, tôi đề nghị nhà trường phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được trong 50 năm qua, nhất là trong công cuộc đổi mới. Cần thực hiện tốt công tác cải cách giáo dục, các phong trào thi đua như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, vận dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phối hợp với các ngành cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho công tác giáo dục con người, trang bị kiến thức toàn diện cho các em học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước. Kính mong các cấp các ngành quan tâm thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành giáo dục của xã Tả Thanh Oai. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện Sở Giáo dục Hà Nội, huyện Thanh Trì, các vị đại biểu, các cơ quan, đơn vị về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Cảm ơn các cấp các ngành, các thầy cô giáo của các thời kỳ đã góp công sức cho công tác giáo dục của địa phương. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường là niềm tự hào của xã, của nhà trường. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã và cũng là thay mặt các thế hệ học sinh của địa phương, chúng tôi xin hứa quyết tâm phát huy truyền thống của quê hương, xây dựng đảng bộ, chính quyền xã vững mạnh, trong đó có công tác giáo dục của địa phương, xứng đáng là xã được nhà nước phong tặng anh hiệu danh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Pháp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý và các cháu học sinh thân mến, nhìn lại chặng đường 50 năm qua của trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai đầy khó khăn và gian khổ, nhưng với tinh thần yêu nghề, nhiệt tình phấn đấu vươn lên của các thế hệ thầy và trò đã tạo dựng lên biết bao niềm vui và tự hào với những thành tích đã đạt được. Chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường là dịp để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ tiếp bước noi theo truyền thống của nhà trường, cố gắng phấn đấu vươn lên trong công tác dạy và học. Và chúng ta cũng hy vọng rằng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của thầy và trò nhà trường, sự nghiệp giáo dục và chồng người của xã Tả Thanh Oai sẽ còn phát triển trong nữa hơn nữa trong những thời gian tới. Chương trình lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 2 Đại Thanh, nay là trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, đã thành công tốt đẹp và xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý đã về dự và góp phần làm nên thành công cho buổi lễ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý và các cháu học sinh chúng ta đứng dậy làm lễ bế mạc.
jungle.